蔚蓝下相聚，我倦透淌泪，得你相伴安慰问句，可靠以寄居，未曾遇风浪，我未怕失落，困局里我捉到一线光，盼望放任去追梦，昂成就不同，冲破空回头望见你像遇见彩虹，我被爱推动，动情话相同，总会懂平凡是美，爱尽在抱拥放松。Thêm Vinh. Xin chào. Hờ, đồ ăn sáng phong phú như vậy, hèn chi không đi uống trà. Họ nói là muốn thay đổi khẩu vị. Ừ, sao cậu về sớm quá vậy? Ừ, nè. Wow, ba cha con đã hẹn nhau hay sao? Toilet hết giấy rồi. Má ơi, có thấy cái áo len màu đỏ của con hay là không? Má ơi, sao dặn đồng hồ treo trễ vậy? Nè ông à, có 10 cuộn giấy sốt để trong phòng tủ. Ờ. Thiền lẫn, cái áo len màu đỏ của con ở ngăn thứ hai bên tay trái. Ờ, cảm ơn má. Thiền Minh, sếp mà không phải nói cho con nghỉ ngơi nhiều sao? Hôm nay không phải ra ăn trễ chút à? Ồ. Nè, thôi con hãy ra ăn sáng đi đã. Ồ. Nè Thiếp Vinh à, cháu bây giờ mới biết cái gì gọi là đạo tề gia đó. Đây là thiên chức của đàn bà. Nè, cậu vẫn chưa cho tôi biết sao mà về sớm quá vậy? Lúc nãy cháu cảm thấy nhức đầu giống như bị cảm. Chú Thần Đức bị cháu về nghỉ sớm đi. Có bị sốt hay không? Chắc là không có. À, đừng lo, tôi đi sắc chén trà cho cậu. Cậu đi vô nghỉ một chút, tôi sắc xong rồi đánh thức cậu dậy. Ok. Thiêm Dình cảm ơn Thiếm. Đừng tốt với cháu như vậy, chắc thì muốn kêu Thiếm bằng má đó. Đừng có nói trời, vô trong nghỉ đi. Cảm ơn. Chào cô, chào Dinh, bà Kim. Xin mời vô trong, xin mời. Mời vào. Tôi định tới thay thuốc cho bà, đã mua chút đồ cho bà nè. Ôi, cô thì tốt quá. Chân bà thế nào rồi? Đã khá lại nhiều. Khá lại nhiều là được. Chào chị Vinh. Ồ, cô lại ở đây hả? Lại tới làm vệ sinh cho bà Kim à? Dạ phải, bà Kim, cửa sổ trong đó tôi đã chùi sạch rồi. Ồ, dạo này mỗi ngày cô Chi đều tới đây làm vệ sinh, lau nhà lại lau bàn ghế. Nếu không hả, đâu có được sạch sẽ như bây giờ vậy. Thì là tốt quá. Cô Chi là người con gái tốt, ai cưới cô á thì người đó thiệt là có phước. Vậy là tổ thằng có phước rồi. Làm gì có. Châm, thì ra phải châm cứu cho tôi à? Dĩ nhiên, không lẽ là giáo cho cô sao? Châm cứu càng kích thích được quyệt vị so với đấm bóp. Không cần phải kích thích như vậy, đấm bóp cũng tốt thôi, thoải mái hơn nhiều. Tầm bậy, tôi phải chữa lành lại cho cô chứ không phải là khiến cô thoải mái. Phải hả, xem chút tôi đã quên. Hồi nhỏ cô sợ nhất là chích thuốc. Tôi nhớ hồi còn nhỏ lúc mà trồng trái, phải ba cô giáo bắt giữ cô mới được. Tại vì là sợ đau. Hả, có chút thưởng thức đi, chăm cứu không có đau đâu. Ờ, xin lỗi. Alo, Sugar. Phải. Đổi hẹn hả? Nè, tôi phải chăm. Thả lỏng một chút. Xong rồi, có đau không? Thấy tê một chút. Tôi đã nói không có đau, kỹ thuật của tôi rất cao. Hả? Nghe được rồi sao? Nhưng mà không có phải rõ lắm. Sao hả? Châm cứu xong, phải thoải mái chút hay không? Đã khá nhiều rồi, may mắn nhất là không đau. Bây giờ rốt cuộc đã biết được cô có yếu điểm gì. Thì ra cô sợ chích.
Coi bộ là anh cũng không có dụng trò này để ăn hiếp tôi chứ. Hay là anh đi tìm hiểu tôi thích cái gì thì càng hay. Tôi đã biết cô thích gì, nhìn không có chớp mắt mà. Wow, đúng thật là một classic à. Tôi đã muốn học lâu rồi, nhưng mà bà nói là gia bảo sắc không có yên lòng cho tôi học. 1450cc, còn có điều khiển lái khoảng cách ấy. Nè, có sai không? Đâu, được coi. Để tôi dò cho cô. Thì là khờ. Bề ngoài có vẻ lanh lợi, thật ra là đần độn. Còn nói phải học lái mô tô. Anh mới nói ai là đần độn? Cô nghe được tôi nói gì hay là sao? Tôi đã khôi phục được stereo rồi. Sao cô không nói sớm với tôi? Vừa rồi là y sĩ chăm cứu cho tôi, thì tôi đã thấy mình khá nhiều lắm. Nhưng mà tôi cũng không có dám khẳng định là có phải hoàn toàn khôi phục tính giác hay không nữa. Vậy còn chờ cái gì, đi kiếm bác sĩ tay kiểm tra. Chị hai chỉ là cùng với anh Thiên Lãng đi coi trung y sĩ về trễ chút thôi, chứ không phải giống như là bà nghĩ chị hai đã bị anh Thiên Lãng bắt cóc đâu. Lần trước bà đã nghe thím Dinh nói, không phải đã nghỉ suốt rồi à? Tôi nói vậy, nhưng mà họ ra con trai còn mình ra con gái, nghĩ tới cũng thấy thiệt thòi, dù sao cũng thấy lo. Hey, bây giờ là thời đại gì, cho dù chị hai về tới nhà kề ba chuẩn bị làm ông ngoại cũng không gì lạ. Tầm bậy, chị hai của con đâu phải thứ dân đó. Con cũng có mấy người bạn học từng cho ba má của họ mừng rỡ đột ngột kiểu này đó. À, về tới rồi. Chú Cần đã về rồi à? Sao về trễ quá vậy? Tại Thiên Lãng đó, coi trung y sĩ xong rồi anh lại dẫn con đi coi bác sĩ Tây cho nên mới bị trễ. Cũng đáng mà, có đúng không? À phải, con không nói với chú Căng là bác sĩ nói sao với cô. Ừ. Không chứ hả? Con chính thức tuyên bố màng nhĩ của con đã khôi phục bình thường, con có thể nghe được tiếng. Vậy thì được, đã nói là con nói bậy. Chỉ là vậy thôi, màng nhĩ của con nó đã trở lại bình thường mà ba không có mừng rỡ hả? Mừng rỡ. Thật ra phải cảm ơn Thiên Lãng đã giới thiệu lại y sĩ cho con mới bình phục mau. Để cảm ơn anh, tối nay ăn cơm nha, tôi nấu cho. Cô nấu cơm có thể ăn hay là không? Thôi, hình như là thím Dinh đã chuẩn bị cho anh Lãng ở nhà để ăn cơm. Phải, ba đọc tạp chí có nói là Thiên Lãng sẽ đảm nhiệm thiết kế kiểu tóc cho một người mẫu thời trang, thì đương nhiên có nhiều gái đẹp. Có nhiều gái đẹp mà phải đẹp gái nữa mới xứng với Thiên Lãng. Vậy thì chưa chắc, nhưng mà có lẽ má đã thật nấu cơm phần của tôi. Khi khác mình trở lại ăn. Xin chào. Chào. Bye. Liên là sao? Hai người mới vừa nói gì? Em không biết là nguyên nhân gì khi không ba nhắc tới chuyện hai người có xứng đôi hay không. Ba lo lắng là con bị Thiên Lãng lợi dụng để tạm ứng phó thôi. Cái gì mà tạm ứng phó? Con và anh Lãng đâu có chuyện đó đâu. Con ba, vừa rồi ba thiệt thất lễ quá, khiến cho chị hai thiệt ái ngại. Nhưng mà thấy chị khẩn trương anh Lãng như vậy, chứng tỏ là chị hai thiệt có ý với anh Lãng. Vậy là chết chắc. Nè ông à, ông còn nhớ không, tôi đã mua bảo hiểm y tế cho ông rồi. Họ nói là sẽ tặng kiểm tra toàn thân cho ông. Ông đi làm đi. Không đi. Khoảng một tháng trước mà thôi, lần đó đi khám máu lại bắt đi thử nước tiểu, chiếu quang tuyến, rồi siêu âm, đã kiểm tra toàn diện rồi mà. Lần này thôi bà đi đi. Vậy cũng được. Bà má xin chào. Chào. Coi bộ hôm nay sung sức đó. Cuộc đua luyện tập hôm nay nhất định không thành vấn đề. Hôm nay ngoài thằng Thăng và anh hai con đi ủng hộ, còn có nhiều người hàng xóm cùng đi. Con đừng có bao giờ để xích trụ bị mất mặt nha. Nhất định là không đâu ba. Nhiều người ủng hộ mà, con không giành thắng lợi hay sao? Thầy Mặt à, thằng nhỏ đó bao nhiêu tuổi? Thiếu niên hả? Nó tên thằng Quê, năm nay 14 tuổi. Đoạt giải nhất cuộc đua thiếu niên hồi năm ngoái. Hàng năm Hồng Kông đều ở từ tháng 6 cho tới tháng 12 cử hành những cuộc thi của các tổ khác nhau. Mỗi tháng một cuộc, hết thảy là 6 cuộc. Nếu như thành tích tốt, được thăng làm đội đại diện của Hồng Kông. Thằng Quê đã thăng đội rồi, đã thành quân thiếu niên. Thực lực của nó mạnh lắm. Được rồi, để tôi thăng trận này, giật giải nhất về tổ năm thanh niên rồi tham gia đại diện Hồng Kông. Có chí khí lắm, nhưng mà phải thắng cuộc luyện tập hôm nay mới được. Em biết, em không thắng nói nhiều đâu, để tránh tranh tự ái của nó. Xin mặt, thằng Quê đã nhiệt thăng rồi. Tôi nghĩ thiệt mình cũng được rồi. Như vậy bắt đầu. Cố gắng lên. Bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Mau lên, trễ giờ rồi.
Thì mà lại vẫn còn kịp. Chưa bắt đầu mà, cũng may là chưa bắt đầu. Phải, mới ra ngoài thôi. Hôm nay ngọn gió nào thôi các người tới đây hết vậy hả? Không được lời đâu. Thưa ngài, thật sự chúng tôi ít khi tham dự việc của xích trụ, nhưng mà chị Vinh đã giúp chúng tôi, cho nên chúng tôi nhất định ủng hộ Thiên Minh ra đấu. Còn có anh Vinh, chúng ta biết nó từ nhỏ mà, dĩ nhiên phải ủng hộ nó chứ, có đúng không? Nếu nó thắng, các chị tới Thuận Ký ăn uống miễn phí. Ê dạ, các chị đừng có khiến Thiên Minh có áp lực lớn. Đừng bao giờ đặt kỳ vọng cao đến nó. Cái thằng con này của tôi thật ra hơi lười. Vinh thì chưa chết, lần này thằng em thì là cố gắng. Có nước uống. Tuy rằng là nó không phải là không có tham gia, nhưng mà những cái tập vợt nó đã làm hết trơn rồi. Thế nè. Cảm ơn. Tin nữa, tôi đã mua nước cà chua cô thích uống. Cảm ơn. Đối thủ hôm nay chỉ là một đứa nhỏ thôi, Thiên Minh thắng chắc mà. Kẹt nhất là mình đánh cái với tôi hết, tôi cá Thiên Minh thắng. Đừng nói chuyện tào lao nữa. Quan trọng nhất là đừng để con Tình bị người ta chiếm lời. Biết rồi. Chú Căn nói gì đây? Mắc mấy gì tới mày? Đi. Cuộc đua bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi kìa. Tình à, làm sao mới coi như là thắng? Hôm nay thật ra là để cho em Minh thử thôi, cho nên cuộc đua nó mới ngắn. Tới cái phao nổi màu đỏ đó đó sẽ chuyển sang cái phao màu trắng, rồi khi qua tới đây là xong chuyện. Xin chỉ dạy. Được mà, tao nhường mày. Thiên Minh, đừng có dệt mộng nữa, mau kéo bơm đi. Kéo bơm? Tôi không phải nằm mơ chứ. Mau vậy hả? Gió lên với thường ngọn gió. Gió lên kìa. Thôi chết, Thiên Minh càng lúc như là càng bị chậm lại. Thật ra cuộc đua này chỉ là cuộc đua luyện tập thôi. Mau lên. Có lẽ thằng Minh muốn giữ sức để mà đấu sau. Thiên Minh, ráng lên. Ráng lên. Ráng lên. Cố gắng. Bị rớt xuống nước rồi kìa. Thiệt tình. Thiên Minh biết bơi mà, không có sao đâu. Dương thừa. Đứng dậy, lên nước mau đi. Thua nhiều lắm rồi. Cố gắng lên, cố gắng. Thắng bại không phải là vấn đề. Một vận động viên quan trọng nhất là có đấu chí. Trong cả cuộc đua, tôi nhìn thấy anh không có đấu chí, chỉ biết khi dễ đối thủ của mình thôi. Anh bị té xuống nước thì phải bò lên cho mau. Bước ra đua đâu thể nào qua loa như vậy. Nếu như còn tiếp tục nữa thì có dạy cũng uổng công. Thiêm Vinh, chúng tôi về cứ tìm ha. Anh Vinh, tôi về. Tôi về trước. Tình à, thôi mình đi về. Bye bye. Tại sao thua thay thảm như vậy chứ? Thiên Minh nói tối nay nó không có ăn cơm. Coi bộ lần này bị thua thiệt đã kích lớn tới nó. Thầy Mạc nói đúng đó. Bị bại trở về mà cũng không có biết rút tỉa kinh nghiệm, còn bày đặt giận hờn nữa, không có chút lòng phấn đấu. Bà à, Thiên Minh cũng đã bỏ nhiều tâm huyết để mà luyện tập. Nó buồn cũng là chuyện thường thôi. Chúng ta phải nên cổ võ nó. Còn để nó lãng phí thời gian hay sao? Coi bộ mấy cái trò này vốn không có thích hợp cho nó rồi. Không được, ngày mai phải lấy chương trình thăng học về cho nó, để nó tiếp tục học hành. Nói đầu của nó là bỏ cuộc. Chúng ta đâu có thể nào vì thất bại một lần mà phán tử hình nó.
Nếu chơi thuyền bơi mà nó thích cũng bỏ cuộc, thì cho dù ba ép nó học hành nó cũng không tự sức mà. À, không lẽ giống như con như vậy là tốt sao? Thời buổi này rồi, mỗi người đều phải không ngừng tự tăng giá trị. Ê, trò chuyện chút thôi, cần gì phải nổi lửa. Có chuyện gì từ từ nói. Chú Vinh à, bỏ đi, để cho Thiên Minh nghỉ mấy ngày đã, mấy ngày sau mình nói tiếp. Chúng ta nói chuyện vui một chút đi ha. Thiên Vinh à, nghe chú Thường Đức nói Thiên muốn đại mấy tiệc ở Thuận Ký để chúc mừng chu niên đám cưới 30 năm của chú Thiếm phải không? Phải, tôi định là mời hàng xóm tới dự đó mà. Mong là họ có thể nể mặt. Nhất định rồi. Thiên Lãng, làm con có biểu thị gì không đây? Tôi khi nãy có coi qua mấy cái quà dùng thẻ tín dụng để mà đổi, quá thì không tệ đó, coi đi. Chọn quà trong thẻ tín dụng hả? Tôi không có bừa bãi như vậy. Không đâu, Thiên Lãng à, má thì là thích đó. Con gấu thủy tinh này thiệt dễ thương. Nếu má thích con đổi cho má, nhưng không phải là quà chu niên đám cưới. Má nghĩ con má thích gì, cái gì cũng được mà con tặng cho má. Con nghe chưa, Thiên Lãng nó mình thích cái gì cũng được, nó có thể tặng cho mình. Ây à, tùy bà đi. Má, về tới hả? Sao tới vậy còn không ngủ? Con đã nói là không cần chờ con. Má không buồn ngủ, cho nên mới giá lại cái áo lông cho ba của con thôi. Cái áo lông này đã cũ quá rồi, sao còn phải giá? Một cái mới đi. Ê, ba của con mặc cái áo lông này đã mười mấy năm rồi. Con quên rồi hả? Của con cái Thiên Minh tặng cho ổng trong lễ phụ thân, ổng không nỡ bỏ. Có tiền cũng phải chừa lại mua đồ cho hai con, không có chịu tự xài. Bây giờ các con đã lớn, ổng cũng không đổi được thói quen này. Thiệt là lão ngoan cố. Con người già rồi là như vậy. Nhưng dù sao ba con làm cái gì cũng chỉ là muốn hai anh em con được tốt mà thôi, có biết không? Dạ con biết, con hiểu. Má cũng biết, con đã nên thân nhiều. Con ở với má. Ừ. Uống miếng trà đã. Ngoan. Mami, đồ ăn của quán ăn này nấu thiệt là ngon. Cha lúc trước má không dẫn con tới đây ăn. Ê, trước đó dì không muốn anh Johnny làm đứt đường tiền của má. Liên quan gì tới chú Năng? Má nói ra con cũng đâu có hiểu. Cũng khó trách mà. Đàn ông nhìn thấy đồ tốt dĩ nhiên là muốn chiếm làm của riêng. Nhưng anh cứ làm bộ làm tịch. Mami, con dán. Con dán thôi, không cần sợ. Này, giết chết rồi, qua đây ngồi đi. Mami thiệt là lợi hại, thiệt to gan. Đương nhiên. Ai không biết con dán này từ đâu bò tới. Anh còn nói, có tin tôi điện thoại đi khiếu nại anh không? À chị à, chúng ta đều kiếm ăn ở đây nên đùm bọc lẫn nhau. Vậy anh phải biết xử sao? Bữa nay tôi đãi hai phần sandwich công ty đem về. Thẳng, hai phần sandwich công ty đem về cho thêm thịt. Từ từ ăn nha. À tự nhiên đi. Má thông minh không? Má giết con dán thôi. Nhưng mà má lại khác với những bà má khác. Có gì khác với những bà má khác? Những bà má khác trước tiên sẽ la lên, rồi thì những người cha sẽ tới giết chết con dán. Và những đứa trẻ khác chờ ba của nó tới đi dỗ dành. Nhưng mà con lại không có ba. Tại sao ăn mặc kiểu này? Về nhà rồi nói. Sao căn nhà tối thui vậy còn thắp đèn cầy nữa? Cô đang chiêu hồn trong nhà? Không, tôi quên đóng tiền điện cho nên bị cúp điện rồi. Tôi đã thắp đèn cầy. Dĩ nhiên là như vậy. Cô Hảo về bé Thông đâu? Má đã dẫn bé Thông về Trung Quốc ở thăm bà con. Tối nay chỉ có mình tôi thôi. Trên điện thoại cô nói sợ lắm, nói là đuổi không đi. Tôi tưởng cho dây lẽ nàng tới kiếm cô. Cô bây giờ là không sao, tôi đi. Ê nè, không được đâu, tôi thiệt là sợ lắm. Sợ gì? Mấy con dán trong phòng nữa, anh vừa giết chết cô sợ đi. Hả? Sao mình dạ, cô thôi, đi. Tự giết đi. Cô tự giết đi. Vừa giết giùm tôi nè, đi mà. Nè, tôi không làm đâu. Nè, đừng, nè, cô làm gì vậy? Nè, đừng, nè. Được rồi, ở đâu hả? Tôi đâu có biết ở đâu. Nếu như nó bỏ ra phòng khách thì thiệt làm tôi hết hồn đó. May là có anh ở đây thì có chút an toàn.
Đừng có cản đường tôi, ra ngoài đi. Nè, chỗ này hả? Ở đây nè. Nè, tránh ra. Nè, tránh ra đi, tránh ra. Còn chạy nè. Chạy nè. Coi chừng. Anh Johnny, anh thì là bệnh quá. Bệnh cái đầu của cô. Mau giúp một tay đi. Cô không mau giúp. Wow. Cô làm gì đây hả? Nè, ở chỗ này. Ấy, có hai con gián ở trong cái bình. Thấy ăn bài cái kiểu này chắc chắn là hậu bị. Không cần hỏi, cúp điện cũng là giả thôi. Tất cả đều gạt tôi. Tôi chỉ là muốn gần gũi với anh chút thôi. Anh không phụ lòng tâm ý của tôi chứ. Qua, cô muốn sao đây? Qua, cái thứ đàn bà vô liêm sỉ này, cô muốn gì đây? Chuyện tình nam nữ đâu phải là vô liêm sỉ. Cho nên cô mới gài bẫy để mà dụ dỗ tôi. Có thiệt không vậy? Sao bừa bãi quá ha. Đừng bây giờ để cho cô Hảo và bé Thông biết. Nếu không, Hồng cảm thấy mắc cỡ đó. Cái gì? Họ cũng đồng ý rồi. Có tiền không đây? Họ tán thành cô dụ dỗ tôi. Đừng gạt tôi, đừng kéo người ta xuống nước đó. Hả? Tôi biết rồi. Chồng của cô không phải vì thiếu nợ mà bỏ trốn đâu. Là vì sợ có người vợ mất nam mất đất này cứ ra ngoài ngoại tình cho anh bỏ trốn thôi. Qua cô cũng hạ tiện thiệt. Từ xưa tới nay không có người đàn bà nào hạ tiện giống như cô đâu à. Chuyện gì? Đã bị tôi nói trúng hết, đã hết lời rồi à? Bà tưởng là tôi muốn vậy sao? Tôi chỉ là muốn kiếm người đàn ông có thể tin cậy. Tôi một mình chăm sóc cho mẹ chồng và thằng con cũng cực khổ lắm rồi. Làm gì với tôi? Bây giờ cô làm lỗi. Phải, chồng tôi bỏ đi là lỗi của tôi. Dù dỗ anh có là lỗi của tôi. Anh nói tôi hạ tiện như vậy, tôi không dám đề cao nữa. Anh đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh đi đi. Đẹp không vậy? Ôi, giờ làm cái gì đây? Tại sao cái áo đỏ chói vậy? Anh thanh niên mặc thì vừa. Chứ cỡ tuổi như tôi á, người ta tưởng già mà còn ngựa đó. Màu xanh lam thì tốt hơn. Chuyện gì? Tôi nói mấy người không có thích nghe sao hả? À, không phải, ông chủ à. Cái áo này của cụ Lạng cố tình mua tặng cho ông đó. Vậy bây giờ làm gì? Tôi thấy sao nói vậy thôi. Tôi thích màu xanh lam đậm. Ai mua cho tôi thì cũng như nhau. Phải, ông thích xanh lam đậm để tôi đi thay cho ông. Cái kiểu này đẹp, giải lại tốt. Sẵn còn bị nhận ở đây. Không có sao đâu, phiền lắm. Sao lại phiền, đi vài bước thôi. Được, tôi đi đổi cho ông. Thôi tôi thay đồ làm việc. Bảo Long à, mày thì là bậy, không tới ủng hộ tao. Phải, thua sai vậy thì là xấu hổ. Nhưng mà tao không ngại. Được lời đó. Bây giờ không ai ép tao đi luyện tập nữa. Họ cứ tưởng là tao bị buồn quá rồi không ai tới quấy rầy. Nếu được vậy thì tao sẽ được rảnh rỗi đi chơi game. Má à, chuyện gì mà một mình thu quần áo cực khổ vậy? Hay là để cho con giúp má ha? Chuyện gì mà cái miệng ngọt xớt vậy? Không cần nói, nhất định là muốn xin tiền má phải không? Không, dạo này đã ra nhiều cái dĩa mới, con không có tiền mua. Không phải là nhiều lắm đâu, 300 bạc thì đủ rồi. Má không có. Nếu con thiệt muốn xin tiền thì xin ba con đi. Tại sao chứ? Lâu nay cũng là má cho con mà. Chính vì má quá dụng túng con cho nên con không có hề cố gắng đi luyện tập tàu buồm. Má nói gì đây? Lúc sáng khi quét nhà, má nghe được con nói điện thoại với Bảo Long. Má đã biết hết rồi. Sao má lại nghe lén người ta nói chuyện? Con cũng có quyền tự ẩn của con. Con còn nói hả? Con tự hỏi mình đi. Con làm việc gì cũng không có coi nặng, không có lòng trách nhiệm. Con còn trách má. Anh hai và ba có biết không? Ba con và anh hai của con vì chuyện của con mà đã gây xích mích nhiều rồi. Con thấy má không đủ phiền sao? Cuối cùng chỉ làm cho má khó xử. Nếu như để cho họ biết, nhất định sẽ đuổi con đi. Con đã lớn rồi, má thì cũng già, không thể chăm sóc cho con mãi đâu. Con đó nhất định phải học biết tự chăm sóc lấy mình, có biết không? Con biết rồi. Có lẽ là lúc mà má mang thai của con, má ăn ốc heo nhiều quá khiến con thành đồ nghề ốc heo. Đừng có nói bậy bạ. Má chịu cười rồi ha. Con đã có nói bà má có nụ cười là bà má đẹp nhất. Vậy còn mấy cái dĩa của con? Con đừng hòng. Trước khi con có biểu hiện thỏa đáng, má không đưa tiền cho con. Chỉ cần con đã từng cố gắng, dĩ nhiên là có hồi báo. Nè,
cố gắng tập vợt đi. Tới chừng đó cây kem xoa bóp này sẽ xài tới. Hả? Ông Phùng à, ông hãy suy nghĩ lại đi. Chiếc du thuyền này dù sao cũng là hãng có tiếng, hơn nữa chỉ dùng có 2 năm thôi, 600.000 cũng thật là đáng giá. Đúng, không tệ. Kẹt cái là thân tàu đã bị nứt, cái chương trình lại đổi khác. Vừa rồi ông đã coi lại du thuyền, sửa đổi lại hết. Thì phải, ông là khách quen của chúng tôi, ông đâu thể nào không tín nhiệm sự phục vụ của chúng tôi. Dĩ nhiên tôi tín nhiệm các người, nhưng mà 600.000 không phải là con số nhỏ. Ông Phùng, đã là rẻ lắm rồi, chúng tôi thật không có thể bớt thêm. Hay là gì, chúng tôi tặng bảo dưỡng 3 năm. Bị hư bao sửa? Dưới sự dẫn tắt bình thường mà có vấn đề chúng tôi sẽ bao sửa hết. Nè, được, quân tử nhất ngôn. Thiệt hả? Cảm ơn ông nhiều lắm. Như vậy tôi sẽ sửa lại hợp đồng ngay. Chiều nay tôi đưa tới văn phòng của ông để ông ký. Được, lần sau có mấy mối này nhớ kiếm tôi. Nhất định, nhất định. Ông Bành tôi trước. Thôi được, được à, để tôi đưa ông ra ngoài. Đi, ra đây. Được, được, được. Cảm ơn ông Phùng. Cảm ơn nhiều, bye bye. Tình à. Hả? Ông Phùng thì đã hứa mua du thuyền, nhưng mà tiền đó là cho Thiên Lãng không phải là cho con. Chuyện gì mà vui vậy? Tóm lại bán được cái chiếc thuyền cho anh Lãng để giải quyết được xong chuyện này. Nhưng mà trị giá thiệt là lớn. Thuyền mới không có được bảo dưỡng 3 năm, huống gì thuyền cũ đã xuống nước 2 năm. Hả? Tốt chứ người ta cũng đâu có cần sang như vậy. Chưa chắc có hồi báo đâu. Bà, con có lòng tin với mình thôi. Tóm lại con đã sửa lại toàn bộ du thuyền trong 3 năm quyết không có vấn đề gì hết. Và hơn nữa, ba và chú Vinh cũng đã có giao tình 30 năm nay. Tặng bảo dưỡng 3 năm thôi, đâu có gì là đáng. Phải phải, con gái là như vậy. Cái làm cha này cũng hết cách. Đã bán được 600.000. Hay quá, chiếc thuyền rốt cuộc đã được bán ra. Thật đó hả? Dĩ nhiên là thật. Tôi đã có nói với anh là nhất định sẽ bán ra được. Coi như được thở phào nhẹ nhõm. Nè, anh học lái xe mô tô. Cô thích mà. Hơn nữa có 2 cái đường. Tôi là cô bị té xuống đỡ cô không nổi, cho nên chỉ đành học theo cô. Bộ tôi thật dở vậy sao? Phải, không phải. Anh nè, hôm nay tôi nghỉ sớm, hay là đi ăn cơm? Được, được. Vô đi. Thiên Lãng, cô Tình. Hai. Không làm phiền anh chị chứ? Không. Tôi chỉ là trả lại cái đồng hồ cho anh. Lần trước anh bỏ quên ở nhà của tôi. Cảm ơn. Cô nhà lần sau đừng có sai như vậy nữa. Hôm nay tôi tới đây để cảm ơn anh. Tôi biết anh nhờ Leon kiếm việc làm cho tôi. Tôi đã hỏi Sugar rồi, chỉ nói là hôm nay anh nghỉ sớm, không biết anh quên đi mặt hay không. Xin lỗi, tại vì cô Tình đã bán chiếc du thuyền giùm tôi. Tôi đã hẹn với cô ăn cơm. Thiệt à? Đúng là tin mừng. Hay là gì, chúng ta cùng đi ăn mừng chung. Sẵn quen biết cô Tình bấy lâu mà tôi chưa hề đãi cô ăn cơm. Được chứ, thêm một người thì có thể kêu thêm mấy món để ăn. Quyết định như vậy. Dạ. Anh chị đừng có nói là tôi hạ tiện. Chỗ này tôi chủ yếu làm ăn sơ sài, nhưng đồ ăn rất ngon. Phải đó, đồ ăn thiệt là ngon lắm. Mấy tiệm cơm ở thường xá chung cư mà cũng biết tới ăn lợi hại như vậy sao? Nếu là lúc trước tôi quý không tới mấy cái chỗ này để ăn, nhưng bây giờ mới biết là ngon. Phải, mấy chuyện phiền đó giải quyết ra sao? Giải quyết gần xong. Tôi đã đi bàn với ngân hàng, tổ chức lại nợ nần, mong là có thể trả cho họ phân kỳ, vậy sẽ dễ hơn. Anh chị yên tâm, tôi quyết định làm lại cuộc đời mới. Vậy là tốt. Chị cảm ơn anh. Còn nữa, chuyện lần trước xin lỗi đã trách lầm anh, còn nói anh nhiều chuyện. Chúng ta là bạn bè, chuyện qua rồi đừng nhắc tới. Tóm lại phải thank you. Ôi, mà anh Lãng kìa. Chờ chị đi. Hay quá. Anh Lãng hả? Một cái chụp báo là có một thằng sang đang được bỏ bị bạo lại không? Không có căn cứ, tôi không có đếm xỉa tới. Tôi cũng tin chắc gì không phải là thứ dừng đổ. Tại sao anh cứ bình dân cho người đàn bà này? Anh một kéo hai. Thật ra anh có chuyện gì muốn nói với chúng tôi đây? Đừng có chụp hình có được hay không? Nè, đừng chụp thì chụp tôi, đừng có chụp hình mặt của tôi, đừng có chạy tới họ mà. Nè, đứng ra đi, mau tránh ra, đừng có chụp. Nè, từ đó. Có sao hay không? Cô sao hả? Không có gì chứ? Chỉ bị trầy con chút thôi, tôi cũng thường hay bị. Mời uống nước. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin lỗi chị Tình, cũng tại cái đám ký giả bám sát quấy rầy, còn khiến chị vì tôi mà bị thương. Không có gì, nhưng mà có thường hay bị họ quấy rầy như vậy không phải là phiền lắm sao? Làm nghề chúng tôi nhắm trước là như vậy. Cũng tại mình cũng tốt, nếu lúc trước không có làm bậy thì họ đã không đi theo. Họ theo một khoảng thời gian không có thu hoạch gì sẽ không theo nữa.
Mình tự làm tốt một chút là được rồi. Ừ, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là phải tiết kiệm lại, cho nên tôi định bỏ căn nhà đó. Bỏ à? Ừ. Tuy là lần đầu tiên tôi lên đây, nhưng mà tôi thấy chỗ này nó thật rộng và đẹp lắm. Chỗ này chỉ không tệ, nhưng mà tiền nhà đối với tôi chỉ quá mắc. Hơn nữa ở một người không cần chỗ rộng như vậy. Tôi định đổi căn nhà nhỏ một chút. Thật là khác hẳn hôm xưa. Cũng cảm ơn anh đã dạy dỗ cho tôi. Còn nữa, sau này tôi có làm gì không đúng, nhớ nhắc nhở cho tôi. Má. Ý, Thiên Lãng, sao về sớm vậy? Không, có người khách đã bỏ hẹn. Ờ. Nè, để có sách giùm má. Nặng gì vậy à? Nặng sao? Phải. Má sách quen rồi không thấy. Má à, một mình vừa phải lo đi mua, vừa phải nấu cho cả nhà ăn, có phải cực hay không? Không phải cực lắm đâu, nhưng mà nhiều khi cũng hơi khó xử. Khẩu vị của mỗi người mỗi khác. Thì cũng như con, nhất là ba của con khó chịu lắm, đi chợ nhiều khi cũng nhức đầu. Má, con phải làm nhiều việc nhà, hay là muốn con xen về làm? Đừng bao giờ, má chứ còn làm được mà. Như là hôm nay đó, thì may mắn có con giúp má. Nhưng mà má nói là đau đầu gối mà, là phải xách nhiều đồ nặng như vậy. Ê, bây giờ má biết chịu rồi. Nói thiệt, cái bình rượu ngâm bằng nho khô của con thiệt là hữu hiệu. Thật hả? Phải. Má thấy cả nhà ăn được nhiều, ăn được vui là má thấy mừng. Má à, má thật là dễ thương. Nè, tóc của má thì là dài lắm, hay là để con tỉa lại cho má ha? Không cần, con bận mà, làm gì có thời gian. Con biết, con đã nói nhiều lần, nhưng mà lần này là thiệt đó. Chúng ta hẹn tuần sau, có điện thoại cho Sugar. Ê, không cần. Nếu con thiệt muốn cắt cho má, thì về đại chúng cắt là được rồi. Không được, con khai trương bấy lâu, chưa có hề tiếp đãi má mà. Má là quý khách trong quý khách của con, con nhất định phải phục vụ má tốt nhất ở trong cửa tiệm của con. Tùy con. Mình đi. Có thể ăn trái cây được. No quá nè, đồ ăn lúc nãy vẫn chưa được tiêu quá. Phải là Thím Vinh à, Thím nấu ăn một cây ai nấy đều trương bụng hết trơn. Nhất là con cá mú đó thiệt là ngon lắm đó Thím Vinh. Má biết cô tới cho nên mua con cá lớn hơn. Lần này thì phải cảm ơn cô Tình, nếu không có nó vô thuyền của con làm sao mà bán ra được. Thím Vinh, cháu không có phải hoàn toàn vì anh Lãng đâu, cháu muốn chứng minh là xưởng tàu của nhà cháu rất là có thực lực. Hờ, sao đối thoại của cô giống như là chú Năm Phần vậy? Ha, ăn no rồi, cả nhà đông đủ hết. Chúng ta hát karaoke đi, để giúp việc tiêu hóa. Tôi đồng ý, tôi muốn nghe chú Vinh với anh Lãng hai người hợp sướng. Ok, mở máy. Em à, có đồ cho em. Ý, có đồ tốt cho em hả? Bây giờ có mấy trường đại học, có mấy khóa học đêm, bắt đầu chiêu sinh. Bà nói thiệt đúng, thời buổi này phải không ngừng tự trau dồi. Ừ, anh hai, anh thay đổi cũng mau thiệt. Còn nữa, hai hôm nay nghỉ ngơi đã rồi, hãy về tập vợt lại cho kỹ lưỡng đi. Đừng có bao giờ vì sự trục trặc nhỏ mà bỏ cuộc. Học hành có thể mai mốt mới đi, nhưng mà cuộc đua tháng 6 này đã sắp sửa bắt đầu rồi, con đừng có lơ là nữa. Ba lại cho con mừng rỡ đột ngột. Nè, cả nhà đồng lòng thì chuyện gì cũng xong hết. Nếu có vấn đề gì lấy ra mà nói có phải tốt hơn hay không đây? Thì cũng phải nên như vậy chứ, để anh khỏi phải mất công lãng phí thì giờ kiếm cả chồng DVD qua tới đây. Sao lại lãng phí, hữu dụng lắm. Cha con có họ hả, cứ dạy ba bữa là gây một lần, để nhà dùng khi cần thiết. Thím Vinh à, gây gỗ cũng là cái thú mà. Cha cũng muốn ba của cháu sống vậy để mà gây gỗ với cháu đó. Ba má, có đồ tặng cho ba má. Cái gì đây? Con gấu thủy tinh là quà của thẻ tín dụng lần trước đó mà. Phải, coi như cô Tình đi đổi, cho nên cô Tình cũng có phần. Thì cảm ơn nhiều. Hờ, Thiên Lãng à, anh nói cái cặp gấu này không thể coi như quà kỷ niệm chu niên đám cưới của chú Vinh Thiếm Vinh đâu mà. Dĩ nhiên là không, tôi sẽ tặng một món quà càng có ý nghĩa hơn. Ừ, anh hai à, thực ra thì em đang nghĩ ra nên mua gì, nhưng mà không đủ tiền, hay là anh hai tài trợ cho em đi. Hà, con thì không có gì giỏi, nhưng mà giỏi nhất là thừa thế đi xin tiền. Con muốn xin tiền để xài à? Được, ba đưa cho con. Thiệt hả? Nhưng tới đại chúng giúp ba, ba sẽ trả lương cho. Được,
tới giờ biểu diễn. Chú nhìn thêm nhìn, tới ngày kỷ niệm chu niên nhất định phải đãi tiệc mời bà con mà, chừng đó chắc chắn phải giúp vui chứ. Tập luyện trước đi. Đây là bản nhạc trứ danh của ba má, phụng cát ân thù vị liễu tình. Có cần phải ăn mấy hạt nho ngâm rượu để lấy gan hay không? Dĩ nhiên là không cần, có ba con ở đây, việc gì má cũng dám làm. Thiệt là ngọt ngào quá đi. Thiệt là ngọt ngào quá. Hôm nay đã thấy vui vẻ như vậy rồi thì tin rằng cái đêm dạ hội nó sẽ càng náo nhiệt hơn nữa. Nè, anh phải nhớ chuẩn bị một món quà thật lớn để tặng cho ba má anh. Chỉ có tôi chuẩn bị hả? Tôi cũng đã chuẩn bị cho cô. Sẵn hai con gấu thiêu tình đó, cô cũng có phần tặng mà. Như vậy cũng không ngại hùng tiền tặng quà cho họ chứ. Được chứ. Nè, miếng bàn thú đã bị rớt. Chắc có lẽ vừa rồi lúc rửa chén cho nên bị thấm nước mới tuột ra. Nè, lần trước thì là xin lỗi. Đám ký giả phỏng vấn rất kỳ khiến cô bị thương như vậy. Tôi đã quen bị té và bị trầy rồi, cần gì mà cứ không ngừng phải nói lời xin lỗi. Thật ra lần trước tôi giúp cổ hoàn toàn là trên cương vị của người bạn. Tôi thấy cổ thì lại thê thảm cho nên mới chọn nhân sự. Chúng tôi chỉ là bạn bè, không có gì đâu. Chỉ là bạn bè. Anh không có cần lúc nào cũng phải mở miệng ra là nói với tôi là bạn bè. Tôi lo là cô nghe không được rõ, rồi hiểu lầm sẽ không hay. Bây giờ hai bên lỗ tai của tôi nghe cũng được rõ lắm. Thêm vào đó, tôi cũng đâu có thích nghĩ những chuyện dớ dẫn, càng không thích những chuyện tào lao, thì làm gì mà có hiểu lầm chứ. Nếu vậy tôi yên lòng. Phải lần trước chúng ta đã không thể ngắm bình minh xích trụ, hay là sáng mai mình đi? Anh có thể dậy nổi? Tôi có thể dạng đồng hồ xe 3 giờ mà. Thật ra có thể ngắm cảnh chiều tà của xích trụ, vậy thì anh khỏi phải cực khổ nữa. Tốt với tôi vậy à? Tôi chỉ chiếm lợi của anh thôi. Anh chưa có nghe qua kẻ bố thí của Phước Hưng sao? Chú Vinh sáng nào cũng không sớm không trễ, tôi đoán tan học đúng giờ quá. Hôm nào đi uống trà. Thôi đừng để khi khác đi, không làm phiền anh chị. Tôi đi về trước, bye bye. Anh à, đói bụng quá đi. Hay uống trà. Được. Đi. Hôm nay Thiên Lãng đi làm trễ, phải mua đồ ăn sáng cho nó. Hay không cần mua, kêu chú Thuận Đức chuẩn bị là được rồi. Ông không có thấy là Thiên Lãng dạo này đã nên thân nhiều hay sao? Có nên thân cách mấy cũng đâu có thể đưa mình đi uống trà mỗi buổi sáng. Cho dù là ngoan cũng chỉ mình nó thôi. Cuối cùng cũng hai vợ chồng già mình đi. Lấy ông đã 30 năm, rốt cuộc đã biết tôi quan trọng rồi hả? Đã biết lâu rồi, đâu có thể nào không có bà. Ê, sao thêm hai con nhỏ vậy? Phải ha, nhỏ xíu như vậy thiệt là dễ thương. Của má con mua đó, cả buổi sáng cũng không có phát hiện, thiệt là lơ là. Có ý nghĩa đặc biệt à? Cái này không cần nói, là ba con với lại má. Cái này là Thiên Lãng. Cái này là Thiên Minh. Còn nữa, má nhìn thấy có cái nhỏ hơn, để mai này các con đám cưới có vợ có con rồi, có một đứa thì thêm một con. Vậy là má vui mừng lắm rồi. Thấy cái tướng vui vẻ của thím như vậy, chắc là tặng hộp xoài cho thím cũng không được vui như vậy đâu. Thiên Lãng à, có nghe chưa? Cố gắng một chút, chừng đó để đầy phòng rồi thì mới đáng hâm mộ mà, phải không? Anh xanh hay sao để đầy cả nhà? Cậu không cần nói, cậu cũng có phần nữa đó. Cháu có phần? Còn có một con, tôi có tình mua, nhưng mà vì chưa hỏi ý cậu, không biết cậu có thích hay không, cho nên tôi không dám để chung. Đương nhiên là cháu thích chứ. Được, để chung với nhau thì coi như là người chung một nhà. Thiếp Vinh à, không kể là má nuôi cũng không được rồi. Đừng có lợi dụng anh mà làm anh nuôi của tôi hay sao? Đức mình giống nhau lắm đó. Anh đừng có hờ, anh giống cái gì mà giống má à? Áo len đó má đã đổi màu xanh lam chưa? Ê, đừng có nhắc nữa. Lúc má đi họ đang kiểm kê, má nói với người bán hàng biểu đổi màu xanh lam đậm cho má. Con biết bà con không thích màu đỏ đó mà. Không sai, anh đã có mặt thử rồi, không có hợp với ba lắm. Không có sao, để con đi đổi. Không cần,
cho má có cơ hội đi dạo phố mua sắm được không? Được, con đã tặng sự. Ba, ba có về đại chúng hay không? Đi chung. À được. Ủa, con không phải hẹn với con Tình lên núi thả bộ sao? Chiều nay mới đi. Ờ, được, vậy đi. Ờ, thôi đi, 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 đi. Chào má. Đi, đi. Xin chào. Thiêm Vinh à, cho vô phòng nghỉ một chút. Một lát làm ca giữa. Ừ. Alo. Ờ, được, tôi tới lấy liền. Cảm ơn. Thiệt là ngon. Thiệt hả? Ừ. Hôm nay trời âm u. Ờ, lại không nhìn thấy được cảnh chiều tà của Xích Trụ. Không có sao, cùng lắm là sao trở lại. Lại là lần sau thì không biết chờ tới lúc nào. Đừng có buồn, quan trọng là có thể cùng với cô tới coi chung. À, alo. Alo, ông à, tôi đổi cái áo xanh lam đậm cho ông rồi. Ông nhất định là sẽ thích. À, dạ được rồi, cần gì phải phiền quá như vậy. Ờ, còn nữa. Thôi đi, bây giờ bận lắm mà, đừng có nói nữa. Có chuyện gì về nhà nói, cướp á. Muốn nói thêm vài câu cũng không được. Thiệt là tức chết. Trời, thiệt là âm u như vậy. Chúng ta đúng là không may. Mấy chuyện nhỏ này không may cũng đâu sao. Chuyện lớn may mắn là được rồi. Phải, chúng ta chỉ hề chụp hình chung. Ờ. Cái miệng dơ kìa. Xin lỗi. Alo.